Thôn vệ tinh không tập 504 và tập 505 La phong giáng lâm, lệnh giết của Từ nguyệt thánh địa. Thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. U hải vô tận của ta, thật sự quá lớn. Bây giờ đã lớn như vậy, theo thời gian trôi qua, tương lai đường kính hẳn có thể đạt tới mức phải tính bằng năm ánh sáng. La phong thẩm than, thần thể khổng lồ như thế, mặc dù trong truyền thừa văn minh viễn cổ cũng là thứ khó tin rồi. Nếu muốn dung hợp vào một thần thể, vậy xuất phát từ thần lực, ta phải ít nhất đạt tới 9 vạn lần gen mới được. Xuất phát từ thần lực, sĩ lực phá pháp, cuối cùng trở thành chân thần. Cũng chia cao thấp. Bên trong vũ trụ nguyên thủy, gen hoàn mỹ là 10.081 lần. Một khi đột phá hạn chế này, tỷ như đạt tới 11.000 lần gen sinh mạng. Lúc này, chỉ cần động tâm ý là có thể làm cho thần quốc phát sinh diễn biến, hóa thành vũ trụ nhỏ. Đương nhiên biên độ loại đột phá này cũng cũng không giúp gì nhiều cho thực lực. Dựa theo ghi chép trong truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch, xuất phát từ thần lực, nếu gen trong vòng 3 vạn lần, cũng sẽ đi cùng lộ tuyến với đột phá quy luật thành chân thần, thực lực không khác nhau nhiều lắm. Từ 3 vạn lần tới 6 vạn lần gen sinh mạng, được xem là tầng thứ nhất. Từ 6 vạn lần tới 9 vạn lần gen, được xem là tầng thứ hai. Từ 9 vạn lần đến vô hạn gần với 10 vạn lần là tầng thứ ba. Đó mới là ba cấp độ của con đường thần lực. Trong đó tầng thứ nhất có thể làm cho thần thể tăng gấp 10 lần độ cao gốc, tỷ như trước kia chỉ cao 10 vạn km, sẽ có thể nhảy vọt tới cao trăm vạn km. Thần lực này xét về lượng thì trên thực tế chính là gấp ngàn lần rồi, có thể vẫn một mạch bảo trì giữ nguyên ưu thế khi đã trở thành chân thần, thậm chí vẫn giữ khi tiếp tục lên cao hơn nữa. Tầng thứ hai sẽ làm thần thể có độ cao tăng vọt ngàn lần lúc đầu, như nhân loại, có thể cao một ức km. Tầng thứ ba là tầng khó nhất, dù sao trong ghi chép ở truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch, dù xuất phát thần lực như thế nào, cũng chưa bao giờ có ai có gen đạt tới 10 vạn lần chỉ có thể tận lực tiếp cận do đó chín vạn lần đã có thể nói là một cánh cửa không tưởng tượng nổi rồi đạt tới cánh cửa này vậy thần thể sẽ có kích cỡ tùy tâm thần thể vô hạn đúng rồi thần thể vô hạn thể tích vô hạn quy định cuối cùng chính là thể tích thần lực thần lực càng nhiều thể tích càng lớn đương nhiên một khi trở thành chân thần cuối cùng số lượng dự trữ thần lực cũng sẽ có một mức cố định phải biết là thần lực là có hạn mặc dù bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng không thể đem tất cả năng lượng cấp cho một sinh linh đặc biệt là khi vũ trụ chi chủ đột phá thành tối cường giả bình thường vũ trụ nguyên thủy vẻn vẹn chỉ trợ giúp một chút trong việc diễn biến vũ trụ nhỏ thôi về phần thân thể như vũ trụ chi chủ bình thường đều theo con đường quy luật khi họ đột phá thành tối cường giả sau đó phải dựa vào vũ trụ nhỏ chuyển hóa năng lượng hỗn độn thành thân lực cung ứng cho bản thân làm cho bản thân đạt tới cấp độ vũ trụ tối cường giả có gen gấp vạn lần ba cấp độ này tầng thứ nhất thì cực hạn là cao trăm vạn km tầng thứ hai cực hạn cao một ức km tầng thứ ba cực hạn có thể tích vô hạn la phong thầm nói nhưng cũng chỉ là cực hạn thôi muốn thần thể lớn lên thật sự cũng cần phải hút vào rất nhiều thần lực hai cấp độ trước thì còn có thể dựa vào việc từ từ hút vào thần lực của bản nguyên vũ trụ để bổ sung nhưng còn thể tích vô hạn la phong thầm lắc đầu cung ứng vũ trụ nguyên thủy là có hạn tới một trình độ nhất định cũng không thể hút được nữa nếu không cử u hải cũng không đến mức không thể lớn lên được nữa trong truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch từ văn minh viễn cổ của ta nếu người nhận truyền thừa có thể đột phá tới gen 9 vạn lần đời trước của người nhận truyền thừa đó bình thường đều sẽ tìm tới bảo vật có dự trữ thần lực như biển cấp cho hậu bối hấp thu từ đó hình thành số lượng dự trữ thần lực vô cùng kinh người cung cấp cho thần thể la phong thầm nói còn thời đại văn minh bây giờ căn bản không có được loại bảo vật như vậy may mà ta có u hải vô tận cũng có thể cung cấp với thể tích u hải vô tận phải đạt tới gen 9 vạn lần kích cỡ tùy tâm thần thể vô hạn như thế mới có thể hoàn toàn làm được la phong thầm nói xuất phát từ thần lực có ba cấp độ tầng thứ ba cực khó khăn nếu nói một vạn vũ trụ chi chủ cũng khó có một người xuất phát thần lực thành công còn muốn đạt tới tầng thứ ba có thể nói là một vạn chân thần xuất phát từ thần lực cũng khó có lấy một người đạt tới tầng thứ ba mặc dù các thế hệ người nhận truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch bằng vào truyền thừa chỉ cần xuất phát theo lộ tuyến thần lực để có thể thành công chỉ là đạt tới tầng thứ ba lại vẻn vẹn chỉ có hai người mà đều là có kỳ ngộ vận khí tầng thứ ba tuy rất khó với ta nhưng vẫn có hy vọng rất lớn la phong thầm nói một là ta có chuyển thừa đoạn đông hà nhất mạch hai là ta có chuyển thừa không gian có thể tu luyện vạn lần thời gian tu luyện vạn lần thời gian là vô cùng xa xỉ vì vạn lần thời gian gia tốc vốn đã làm ngược với quy luật thời gian không gian vậy cường giả tu luyện trong thời gian gia tốc có cấp độ càng cao càng cần đến cái giá cao hơn như là phòng lúc trước tu luyện ở thần thú giới vì hắn lúc trước thực lực còn yếu sau đó tinh không thủy tổ mới dễ dàng đáp ứng như vậy còn lúc trước tranh đoạt truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch các thế lực lớn đều phải nghiến răng cho những cường giả trong thời gian ngắn duy trì thời gian gia tốc vạn lần loại gia tốc này sử dụng tài nguyên cực lớn trong vũ trụ nhỏ tới cấp vũ trụ chi chủ đối với vũ trụ nhỏ sẽ tạo sức ép rất lớn nếu một vũ trụ tối cường giả mưu toan tu luyện thời gian gấp vạn lần thì mức tiêu hào còn bất bình thường hơn nữa không ai dám làm lâu ngày như vậy. Ta tu luyện bên trong truyền thừa không gian, lại có thể một mạch duy trì thời gian vạn lần. Ba là cũng là điểm quan trọng nhất. Phân thân U Hải vô tận của ta có bí pháp thiên phú sáng tạo. U Hải vô tận tổng cộng có hai đại thiên phú, một là hóa hải, hai là sáng tạo. Trong đó nếu liên tục thi triển, sẽ có thể phân tích ra tính chất đặc biệt của các sinh mạng, thậm chí sáng tạo ra sinh mạng. Như cử U chi chủ có thể sáng tạo ra một tộc quần, chỉ dựa vào thực lực vũ trụ chi chủ thậm chí mặc dù là vũ trụ tối cường giả, chỉ dựa vào bản thân cũng không ai có thể sáng tạo ra một tộc quần. Nhưng Cửu U chi chủ làm được, La Phong cũng có thể làm được, chính là dựa vào bí pháp Thiên Phú sáng tạo. Dựa theo truyền thừa văn minh viễn cổ, loại bí pháp Thiên Phú có thể phân tích căn bản sinh mạng, sáng tạo ra sinh mạng như vậy, chính là phụ trợ để nghiên cứu gen sinh mạng tốt nhất, có nó, ta sẽ có hy vọng lên tới gen 9 vạn lần." La Phong thầm nói, có điều kiện, kế tiếp là cần phải nỗ lực hết sức. Kỳ thật các thế hệ người nhận truyền thừa, có người nhờ vào người nhận truyền thừa đời trước hỗ trợ, có ai mà không có điều kiện tốt. Thế mà chỉ có hai người có thể đạt tới tới gen 9 vạn lần. Vì La Phong cần nghiên cứu tỉ tỉ sinh linh do vũ trụ nguyên thủy thai ngén từ sinh mạng thực vật, sinh mạng máu thịt, sinh mạng kim loại, sinh mạng loại đá, sinh mạng năng lượng vân vân chẳng những nghiên cứu sinh linh sống, còn có cả những sinh linh chết nữa, như vô số vật liệu trong vũ trụ, vật liệu kim loại, đá trái cây kỳ vật vân vân kết hợp tỷ tỷ sinh linh tỷ tỷ vật chất tất cả đều nghiên cứu con đường này cần thời gian vô tận đầu nhập tâm lực vô tận nghiên cứu sinh linh vật chất vô tận đi tìm con đường giúp cho thần lực đột phá thậm chí trong quá trình này La Phong còn cần lấy được rất nhiều thi thể cường giả để phân tích khó 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 La Phong tin chắc con đường xuất phát thần lực trở thành chân thần nhưng hắn không nắm chắc đạt tới gen chín vạn lần chỉ dám nói hắn có hy vọng chỉ cần có hy vọng đã nỗ lực nếu vòng luân hồi này sắp chấm dứt mà vẫn còn chưa đạt tới gen chín vạn lần bất luận lúc đó gen ta đạt tới bao nhiêu ta cũng lập tức thành chân thần la phong thầm nói bất luận như thế nào nhờ vào ba ưu thế trước khi vòng luân hồi chấm dứt mình có thể dễ dàng đột phá vạn lần gen kế tiếp là ta phải đi vũ trụ hải thu thập nhiều kỳ vật đặc thù thậm chí nhiều sinh linh la phong thầm nói chỉ có từ phương hướng khác nhau mà thăm dò căn bản của sinh mạng mới có thể tìm được con đường đột phá thần lực la phong hỗn độn thành chủ đứng trước lan can sư phụ la phong trịnh trọng nói ta muốn đi vũ trụ hải đi vũ trụ hải hỗn độn thành chủ nhìn về phía la phong ừm um, ta muốn thành tối cường giả phải thu thập mấy thứ kỳ vật trong vũ trụ hải la phong nói hỗn độn thành chủ kinh ngạc vô cùng thành tối cường giả vì sao phải thu thập kỳ vật Kỳ vật là thứ tiếp cận trí bảo trí cường, rất hiếm thấy. Sư phụ, kỳ vật ta tuyệt nhiên không phải chỉ nói về các loại bảo vật." La Phong cười nói, "Mà là những vật phẩm kỳ lạ, không nhất định là trí bảo binh khí, chỉ cần kỳ lạ là được, thậm chí đến cả một khối đá đặc thù một chút cũng là thứ ta cần đến." "Ngươi." Hỗn Độn Thành Chủ cũng đã được La Phong cho biết rất nhiều tin tức truyền thừa, lúc này cả kinh. "Ngươi muốn theo con đường thần lực?" "Ưm." La Phong gật đầu theo truyền thừa văn minh viễn cổ miêu tả không phải nói con đường thần lực là vô cùng khó khăn sao hỗn độn thành chủ không kìm được nói chẳng lẽ ngươi muốn u hải vô tận đúng ta không muốn bỏ qua nó la phong gật đầu do đó từ nay về sau bản tôn và phân thân kim giác cự thú của sẽ trường kỳ ở vũ trụ hải về phần trong vũ trụ nguyên thủy phân thân ma sát tộc phân thân u hải đều ở lại ta cũng sẽ lưu lại hai viên cổ thần nhãn như vậy cũng đủ ứng phó tất cả rồi hỗn độn thành chủ khẽ gật đầu trường kỳ ở vũ trụ hải đệ tử mình cực kỳ quyết tâm nhưng muốn thành công theo con đường xuất phát từ thần lực phải vô cùng bền lòng có nghị lực cực lớn mục tiêu của ta là gen chín vạn lần trong văn minh viễn cổ có thể nói là cao nhất trong truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch cũng mới có hai người thành công ta không đập nồi dìm thuyền làm sao có thể thành công là phong thẩm nghĩ trong lòng tốt đi đi hỗn độn thành chủ gật đầu hảo hảo lang bạt trong vũ trụ hải đi được rồi người có tinh thần tháp mộ lăng chi chu năng lực vượt qua nguy hiểm mạnh hơn cả vũ trụ tối cường già lúc trước ba người bày mưu hại chết cự phủ người cũng phải chú ý họ một chút cũng dò xét hiểu rõ vì sao họ phải đối phó với cự phủ dù sao làm cự phủ chết đối với họ không có ích gì nhiều lắm mà nguy hiểm lại lớn ta cuối cùng vẫn có cảm giác sau lưng còn có âm mưu gì khác ưm uhm. la phong cũng trịnh trọng gật đầu Việc này ý chí bản nguyên vũ trụ còn mượn lời tổ thần giáo, cáo chi cho phe nhân loại, tự hồ muốn phe nhân loại ta đi giết ba tên gia hỏa đó, đến cả ý chí bản nguyên cũng dính vào, việc này khẳng định không đơn giản, thậm chí có thể có một đại âm mưu cực lớn. Hỗn Độn cũng từ từ gật đầu, lập tức liền nói: "Tuy bảo ngươi chú ý, nhưng cũng phải chú ý tới an nguy của mình." "Yên tâm." La Phong cười. "Sư phụ, ta đi vũ trụ hải ngay." Hỗn Độn thành chủ gật đầu. Lập tức đưa mắt nhìn La Phong bay ra xa, biến mất trong hư không mênh mông ngoài thuyền vũ trụ. Âm. Um, một tòa tòa nhà hình tháp 9 tầng đang bay tới rất nhanh, dưới tốc độ siêu cao, nó lưu lại một đôi hào quang chói mắt. Trong tháp, La Phong lưng đeo huyết ảnh đao, hướng mắt nhìn thuyền vũ trụ sừng sững tổn hại phía trước, khẽ nói: "Từ hôm nay trở đi, tuyệt đại đa số thời gian của ta sẽ lang bạt trong Tam đại tuyệt địa vũ trụ hải, bây giờ khác hẳn ngày xưa, ta đã thành vũ trụ chi chủ." lại tiềm tu mấy trăm kỷ nguyên thực lực tăng mạnh không cần phải bí ẩn làm việc nhìn kia chí bảo chí cường tinh thần tháp là tinh thần tháp trong vũ trụ nguyên thủy nghe nói nội bộ vũ trụ nguyên thủy chia làm hai đại phái hệ phe liên quân và trận doanh nhân loại tiến hành một hồi đại chiến trước nay chưa từng có trong đó ngân hà lĩnh chủ phe nhân loại là sử dụng tinh thần tháp bây giờ bên trong vũ trụ nguyên thủy thế cục vừa ổn định không bao lâu ngân hà lĩnh chủ đã ngồi tinh thần tháp đến thuyền vũ trụ rồi tinh thần tháp Đứng sừng sững bên trong vũ trụ nguyên thủy thời gian đằng đẵng, luôn không có ai có thể làm cho tinh thần tháp nhận chủ, không ngờ cuối cùng rơi vào tay Ngân Hà lĩnh chủ, hơn nữa truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch cũng bị Ngân Hà lĩnh chủ lấy đi. Ngân Hà lĩnh chủ, quả là quá gặp may, ta tại sao tự không có vận khí tốt như vậy? Khu ngoài thuyền vũ trụ, lúc nào cũng có rất nhiều vũ trụ chi chủ, nhưng phần lớn đều là mức cấp 3, bậc 4. Khi La Phong không hề che giấu đáp tinh thần tháp tiến thẳng vào thuyền vũ trụ, tự nhiên rất nhiều người đã thấy bẩm tộc tổ ngân hà lĩnh chủ la phong của nhân loại thuộc vũ trụ nguyên thủy vừa đáp tinh thần tháp vào thuyền vũ trụ chân chủ la phong vào thuyền vũ trụ rồi thủy tổ ngân hà lĩnh chủ đáp tinh thần tháp vào thuyền vũ trụ rồi cũng vừa mới tới thôi trong vũ trụ hải tin tức truyền nhanh như thế nào chứ vẻn vẹn chỉ một ngày tin tức đã truyền khắp ba thời đại luân hồi hai đại thánh địa dù sao từ khi la phong tìm được truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch đã làm các thế lực lớn trong cả vũ trụ hải đều xem như một bảo tàng di động ai mà không muốn lấy được truyền thừa từ tay la phong chỉ là không ai làm nổi rất nhiều vũ trụ tối cường giả vây công bộ vũ trụ tối cường giả đều bộc phát chiến lược cấp 7, cấp 8, thậm chí có người bộc phát cấp 9, liên hợp lại uy năng cho dù là nguyên tổ cũng cũng không đỡ được nhưng lúc đó cũng không thể làm gì được mộ lăng chi chu điều này làm cho khắp nơi đều hiểu dùng sức mạnh là không có cách nào tìm được truyền thừa từ tay La Phong. Chỉ là lần này La Phong mang theo tinh thần tháp tiến vào thuyền vũ trụ, vẫn làm cho khắp nơi cảm thấy nghi hoặc. Trận doanh nhân loại vừa mới ổn định, tinh thần tháp là một chiến lược trọng yếu lại mang tới vũ trụ hải, còn quang minh chính đại như vậy. Xem ra La Phong mười phần tự tin về thực lực trận doanh nhân loại rồi. Tất cả vũ trụ chi chủ tộc ta nghe lệnh, không được trêu vào La Phong, thấy hắn xa xa, lập tức phải tránh xa. Chuyển lệnh xuống, tất cả các vũ trụ chi chủ không được trêu vào la phong la phong đáp tinh thần tháp vào thuyền vũ trụ bay sâu vào trong thuyền vũ trụ không có một cường giả nào dám can đảm đi trêu vào la phong dù sao dám trêu vào la phong bình thường cũng phải là vũ trụ tối cường giả còn vũ trụ tối cường giả bình thường đều ở trong vùng trung tâm ít nhất cũng trong biên cảnh chung quanh vùng trung tâm về phần vũ trụ chi chủ bây giờ các thế lực lớn vũ trụ hải tất cả đều đã biết la phong một là có chí bảo chí cường loại cung điện tinh thần tháp một khi thi triển lực hút thực lực cấp 6 đỉnh cao mới có thể chống cự. Bình thường vũ trụ chi chủ ẩn náo xa một chút thì không sao, một khi cận thân là sẽ bị hút thẳng vào ngay. Hai là La Phong có trí bảo công kích linh hồn, nghe nói, đạt ý chí tới cấp độ vũ trụ tối cường giả mới có thể chống cự, nếu không, nếu đứng trước mặt La Phong là không hề có sức phản kháng. Chỉ cần hai điều này, cũng khiến cho những vũ trụ chi chủ các thế lực lớn đều cực sợ La Phong. Thời gian trôi qua, đảo mắt La Phong đã tiến vào thuyền vũ trụ được 300 năm. Tuy thực lực mạnh, nhưng tốc độ, nhưng không cách nào vượt qua hạn chế trăm lần tốc độ ánh sáng, do đó muốn đến mật thất không gian tín vật xanh còn cần gần 700 năm nữa mới có thể đến. Lúc đầu có rất nhiều vũ trụ chi chủ thấp thỏm lo âu, nhưng đến giờ, các vũ trụ chi chủ các thế lực lớn đã không còn lo lắng nữa. Lúc đầu, họ sợ la phong trắng trợn giết chóc, dù sao cổ thần nhãn một khi chiếu xạ, chỉ cần hướng vào một phía, do đó tuy chỉ bán ra khoảng cách có hạn nhưng vẫn bán ra cực xa cổ thần nhãn phối hợp với tinh thần tháp tuyệt đối là cơn ác mộng của các vũ trụ chi chủ đột nhiên chạm mặt la phong thật thì muốn chạy trốn cũng không kịp ngay từ đầu có những vũ trụ chi chủ đột nhiên chạm mặt tinh thần tháp bay tới họ sợ tới mức bùn rùn vội quay đầu bỏ chạy nhưng tinh thần tháp bay qua bên cạnh họ cũng không hề đối phó với họ lúc đầu họ còn kêu là may mắn nhưng thời gian dần trôi trên 300 năm la phong cũng chạm mặt rất nhiều vũ trụ chi chủ nhưng chưa bao giờ ra tay việc này cũng làm rất nhiều vũ trụ chi chủ đều thở phào một hơi ta cũng không ngốc la phong đứng trong điện sảnh tinh thần tháp nhìn ra ngoại giới vô tận đầy ngọn lửa nóng rực la phong mỉm cười tuy có kỹ năng đánh chết vũ trụ chi chủ bắt sống vũ trụ chi chủ thậm chí còn giỏi hơn rất nhiều vũ trụ tối cường già nhưng nếu ta trắng trợn giết chóc không phải gây thủ hàn khắp nơi sao gây thủ hàn khắp nơi ta tuy không sợ nhưng sẽ hại tộc nhân loại ta hại hồng minh la phong thầm nói các thế lực lớn vũ trụ tuy từng liên hợp công kích mộ lăng chi chu một lần, nhưng lần đó tất cả mọi người đều công kích, mà không hề xuất hiện tổn thất, cũng không tính là kết thù kết oán. Một vài cường giả chạm mặt la phong cũng có thể nhiệt tình lôi kéo tình cảm, nhưng nếu mình trắng trợn đồ lục vũ trụ chi chủ ngoại tộc, có vũ trụ chi chủ chết đi, thì cửu hận rất lớn, tựa như mình chiến đấu với ngoại tộc, chỉ cần không sinh ra tổn thương, quay đầu lại vẫn có thể liên thủ với nhau được, nhưng nếu địch quân giết băng phong chi chủ, giết hỗn độn thành chủ, mình sẽ vô cùng giận dữ. Cùng một đạo lý, nếu mình dám tùy ý đồ lục, sẽ kết thù khắp nơi chung quanh. Đến lúc đó, đám thực lực hơi yếu như long hành chi chủ, u hầu chi chủ, nửa bước cũng khó đi trong vũ trụ hải. Loại hành vi ngu xuẩn này La Phong tự nhiên không làm. Ngoại giới đã qua 300 năm, tu luyện trong không gian đã qua 300 kỷ nguyên. Tìm hiểu tinh thần tháp đã đạt tới cực hạn bây giờ của ta, đoạn diệt trong tam đại tuyệt học, cũng chẳng học nổi quyền thứ hai, quá khó. La Phong thầm nhủ nhưng thu hoạch về tinh thần tháp lại quá nhiều. Trong đại chiến, hắn vẻn vẹn chỉ hiểu được tinh thần tháp hai lớp hoa văn kỳ bí đầu tiên. Chí bảo trí cường bình thường, bình thường tới tầng thứ ba sẽ có chiến lược cấp 6 đỉnh cao, hoa văn kỳ bí tầng 4 là cấp 7 đỉnh, hoa văn kỳ bí tầng thứ năm chiến lược cấp 8 đỉnh, hoa văn kỳ bí tầng thứ sáu sẽ là chiến lược cấp 9 đỉnh, cấp độ cựu phủ, hoa văn kỳ bí tầng thứ bảy chiến lược cấp 10 đỉnh cấp độ nguyên tổ, có chí bảo trí cường không nhất định xuất hiện tầng thứ bảy phân chia uy năng bình thường đều như thế cả tinh thần tháp lại khác hẳn ba lớp đầu tinh thần tháp coi như bình thường tầng thứ ba cũng có chiến lược cấp 6 đỉnh cao tầng 4, chiến lược cấp 7 đỉnh tầng thứ năm chiến lược cấp 8. tầng thứ sáu chiến lược cấp 8 đỉnh tầng thứ bảy chiến lược cấp 9. tầng thứ 8, cấp 9 đỉnh tầng thứ 9, chiến lược cấp 10. la phong bây giờ thấp thoáng cảm ứng được tầng thứ 9, phần sau này thì hắn rất mơ hồ căn bản không cảm ứng rõ về phần uy năng cũng căn cứ vào hoa văn kỳ bí mà thấp thoáng phán đoán đương nhiên bây giờ cái hắn chính thức có thể thi triển là tầng thứ năm sau khi mất trên 600 kỳ nguyên từ uy năng có thể thấy được tinh thần tháp khác với các trí bảo trí cường khác tầng 4 giống như tầng 4 của trí bảo trí cường khác tầng thứ sáu tương tự tầng thứ năm trí bảo trí cường khác bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất trí bảo trí cường khác đều là cấp 7 đỉnh cấp 8 đỉnh, cấp 9 đỉnh. Tinh thần tháp lại là cấp 7 đỉnh, cấp 8, cấp 8 đỉnh, cấp 9, cấp 9 đỉnh. Thứ nhất, có thể phát huy thực lực lớn nhất. Thứ hai, mỗi một lớp hoa văn kỳ bí cũng đại biểu cho một loại bí pháp chiến đấu. Tầng 4 và tầng 5 đại biểu cho việc La Phong nắm giữ hai loại bí pháp khác nhau. Nếu những trí bảo trí cường bình thường như hắc ngục tháp, sợ ta vẹn vẹn chỉ có thể thi triển ra tầng 4, nhưng tinh thần tháp, ta lại có thể thi triển ra tầng 4 và tầng 5. La Phong vừa nghĩ tới việc mình có thể thi triển hai loại bí pháp, càng thêm chờ mong về tinh thần tháp. Chờ khi thực lực ta tiến thêm một bước, khi có thể sáng chế ra một tầng đao pháp cao hơn, đến lúc đó, ta có thể hiểu được tầng thứ sáu và tầng thứ bảy rồi. La Phong thầm nói, thực lực các vũ trụ tối cường giả khác, nếu tiến một bước sẽ hiểu được một lớp hoa văn kỳ bí, còn mình lại hiểu được tới hai lớp. Đả mắt, La Phong đã tiến vào thuyền vũ trụ, được 400 năm. Khu trong của thuyền vũ trụ, trong khu vòng xoáy rào rào vùng biển xoáy màu xanh biếc đang hình thành những vòng xoáy cực lớn những vòng xoáy xé nát tất cả trên vùng biển xoáy đang có một tảng đá ngầm khổng lồ tảng đá ngầm màu đỏ sẫm đường kính lớn nhất ước chừng 9 ước km trên đó đang có 12 vũ trụ chi chủ chiếm giữ họ đều đang nhìn như đóng đinh vào một nơi rất xa vì vùng biển xoáy này có rất nhiều vòng xoáy lại hình thành ra một vòng xoáy cực lớn ở nơi rất xa chính là hạch tâm vòng xoáy cực lớn Mỗi lần bảo vật xuất thế trong vùng biển xoáy ít nhất cũng là trí bảo đỉnh cao, thậm chí là trí bảo cực chân quý như loại khu vực đỉnh cao hoặc loại cung điện. 12. Các vũ trụ chi chủ đến từ các thế lực lớn lặng lẽ nhìn như đóng đinh vào đó, chờ đợi. Vì vùng biển xoáy có những vòng xoáy vô tận, sinh ra cuồng phong cuộn vào thời gian không gian, những vòng xoáy tràn lên tảng đá ngầm đã yếu đi, nhưng vẫn làm cho các vũ trụ chi chủ phải khó khăn lắm mới có thể đứng được. Đột nhiên, ầm! Xa xa một luồng hào quang đang bay với tốc độ cao. Bây giờ chính là thời khắc cực kỳ nguy hiểm trong vùng biển xoáy, lại có người dám bay trên vùng biển xoáy, chẳng lẽ không lo bị cuộn xuống dưới à? Trên tảng đá ngầm, các vũ trụ chi chủ các tộc đều thán phục. Là tinh thần tháp. Tòa nhà hình tháp 9 tầng là tinh thần tháp của ngân hà lĩnh chủ. Chẳng trách dám xông thẳng vào như vậy, nguyên lai là cung điện chí bảo chí cường, nếu ta mà có, dám xông thẳng vào sâu trong vùng biển xoáy những vũ trụ chi chủ này đều hướng mắt nhìn qua hơi bị thán phục họ cũng không tránh né nếu khi la phong vừa mới vào thuyền vũ trụ khi họ chạm mặt có lẽ còn có thể kinh hoàng chạy trốn nhưng ai cũng đều biết la phong có phong phạm cường giả cũng không bắt nạt người yếu từ lâu rồi chưa nghe nói qua la phong giết ai ờ tinh thần tháp rẽ qua bay về phía chúng ta bay đến rồi nhất thời các vũ trụ chi chủ trên đá ngầm hoặc là vũ trụ chi chủ sinh mạng thực vật hoặc là sinh mạng năng lượng hoặc là sinh mạng máu thịt cả đám đều kinh hãi sau đó cuống lên ngân hà lĩnh chủ la phong nếu không có ý đồ gì với họ sao lại bay sang bên này nhưng bây giờ họ muốn chạy trốn cũng đã chậm vì khoảng cách đã rất gần mà cuồng phong ở vùng biển xoáy đã đạt tới mức cực cao họ cũng không dám bay lên không ngân hà lĩnh chủ trí bảo xuất thế ở vùng biển xoáy chúng ta đều nguyện đưa cả cho ngân hà lĩnh chủ một sinh vật ngoại tộc sau lưng có ba mũi nhọn màu đen gầm gừ nói các vũ trụ chi chủ ngoại tộc đều nhìn theo tinh thần tháp dần dần chậm lại lơ lửng bất động phía trên tảng đá ngầm giao đáy tinh thần tháp mở ra một nhân ảnh từ từ bay ra hắn mặc chiến giáp bạc bốn cánh bạc khẽ mở ra đang nhìn xuống phía dưới nhìn một vòng rồi nói mười một vũ trụ chi chủ kia đừng lo ta đến mục đích là vì hắn ngón tay la phong chỉ thẳng vào một người xuống dưới nhất thời mười một vũ trụ chi chủ khác trên đá ngầm đều quay đầu nhìn lại xem thử tên gia hỏa nào mà xui xẻo thế. Chỉ thấy một người khổng lồ lôi điện cao lớn, ngược còn có một quang cầu lôi điện lộ ra vẻ hoảng sợ, đang nhìn bốn phía, rồi ngước lên trên nhìn La Phong, vẻ mặt lo lắng và hoảng sợ. Ta, ta, người khổng lồ lôi điện nhìn chung quanh, 11 vị vũ trụ chi chủ chung quanh đều đứng một bên, cố ý lánh xa một chút, hiển nhiên ai nấy đều mừng rỡ nhìn người khổng lồ lôi điện xui xẻo này. Những vũ trụ chi chủ ngoại tộc cũng đã nhìn ra, la phong tìm người khổng lồ lôi điện hiển nhiên là vì tư oán đúng vậy ngân hà lĩnh chủ la phong tiến vào thuyền vũ trụ lâu như thế rồi mà chưa bao giờ tùy ý giết chóc bây giờ đột nhiên tới chỗ họ lại vẻn vẹn chỉ nhằm vào một người tự nhiên chỉ có thể giải thích bằng tư oán lôi bạo tinh nhất tộc la phong nhìn xuống người khổng lồ lôi điện phía dưới lôi thoa chi chủ ta ta lôi thoa chi chủ hoảng sợ lo lắng liền nói ngân hà lĩnh chủ Ta và ngươi trước này chưa bao giờ gặp nhau, không cửu không oán, chẳng biết La Phong lãnh chúa ngươi vì sao tìm ta. Hắn dù có dũng khí mấy, nhưng trước mặt một nhân vật có thể dễ dàng giết chết hắn, vẫn cảm thấy cả người phát run. Không cửu không oán. La Phong cười lạnh. Không cửu không oán sao lại tìm ngươi? 11 danh các vũ trụ chi chủ đứng một bên nhìn, họ và lôi thoa chi chủ cũng không có giao tình gì nhiều lắm. Hơn nữa lúc trước chính là quan hệ cạnh tranh tranh đoạt trí bảo sắp xuất thế họ còn vui nếu La Phong đối phó với lôi thoa chi chủ. Hơn nữa với thế mạnh của La Phong, 11 người họ ai dám xen vào. Nếu không mà gây rắc rối, hối hận cũng không kịp. Ngân Hà lĩnh chủ, ta. Lôi thoa chi chủ lắp bắp. Không cần phải giải thích. La Phong lạnh lùng nói. Vào đi. La Phong hét một tiếng, đáy tinh thần tháp lơ lửng bên cạnh nhất thời xuất hiện một cái động tối thui, một lực hút cường đại trong nháy mắt tác dụng vào người khổng lồ lôi điện phía dưới. Không người khổng lồ lôi điện gầm lên khó khăn dãy giụa đồng thời phát ra một tiếng gầm dữ tợn ta là lôi bạo tinh nhất tộc thủy tổ tộc ta là hạo lôi tinh chủ la phong người muốn giết ta sẽ đối đầu với lôi bạo tinh nhất tộc ta cũng đối đầu với hạo lôi tinh chủ tiếng gầm làm hư không chung quanh đều rung lên người khổng lồ lôi điện hiển nhiên đó sắp phát điên rồi ta chính là muốn đối đầu với hắn đó la phong lạnh khốc nói giao người khổng lồ lôi điện tuy kiệt lực phản kháng nhưng vẫn không ngừng bay về phía đáy tinh thần tháp, rồi lập tức hoàn toàn bị hút vào trong, biến mất không thấy. Cảnh này làm 11 vũ trụ chi chủ ngoại tộc xem trò bên cạnh kinh hồn táng đảm, ai nấy đều im lặng không dám lên tiếng, lôi thoa chi chủ cường đại lại bị tinh thần tháp hút vào như vậy. Họ mặc dù biết được sự cường đại của La Phong, nhưng tận mắt thấy, vẫn cảm thấy sợ hãi. La Phong này cũng quá, quá điên cuồng. Hắn không coi hạo lôi tinh chủ vào mắt chút nào, Hạo lôi tinh chủ là một trong vài vũ trụ tối cường giả khó đối phó nhất thời đại luôn hồi đệ nhất, đến cả các tộc như thần nhãn tộc cũng không muốn đối đầu với lôi bạo tinh nhất tộc, loại tộc quần dân cư rất hiếm, nhưng cường đại như vậy. Cả đám lúc này đều sợ hãi. La Phong cầm tinh thần tháp, từ từ hạ xuống xuống dưới, làm 11 vũ trụ chi chủ biến sắc tái nhợt. Để làm gì vậy? Ngân hà lĩnh chủ đã bắt lôi thoa chi chủ rồi, sao còn không đi? La Phong hai chân đạp trên mặt đất nhìn quanh các vũ trụ chi chủ cường đại bốn phía xa xa các vũ trụ chi chủ phần lớn đều đạt tới bậc năm kém nhất cũng là bậc bốn cực cao la phong nói thẳng ta bắt lôi thoa chi chủ chính là vì hạo lôi tinh chủ các người cũng có thể giúp ta truyền tin tức nói là la phong ta ở trung tâm vùng biển xoáy chờ hạo lôi tinh chủ mười năm nếu trong vòng mười năm mà hạo lôi tinh chủ không hiện ra ta sẽ giết lôi thoa chi chủ chư vị có nghe chưa la phong lướt mắt nhìn quanh yên tâm ngân hà lĩnh chủ việc nhỏ như vậy chúng ta chắc chắn sẽ nói ra những vũ trụ chi chủ ngoại tộc nào dám từ chối la phong khí phách như thế nào chứ muốn chống lại hạo lôi tinh chủ đám vũ trụ chi chủ họ tự nhiên không muốn dính vào truyền tin tức mà thôi cho dù la phong không phân phó họ cũng sẽ truyền ra chư vị tiếp tục chờ đợi bảo vật xuất thế đi không cần quản ta la phong vung tay lên vốn tinh thần tháp đang trong lòng bàn tay đáp thẳng xuống mặt đất rồi lập tức nhanh chóng lớn lên đạt tới độ cao trên một ước km đứng sừng sững giữa tảng đá ngầm khổng lồ la phong thì tiến vào trong tinh thần tháp bắt đầu từ từ chờ đợi lôi thoa chi chủ nếu hạo lôi tinh chủ tộc ngươi mà không đến có chết cũng đừng trách ta la phong truyền âm lạnh lùng nói lôi thoa chi chủ bị giam giữ trong tinh thần tháp không kêu được một tiếng la phong vốn chính là tiêu điểm của vũ trụ hải ba thời đại luân hồi hai đại thánh địa nhất cử nhất động đều sẽ được trọng thị tiến vào thuyền vũ trụ lâu như vậy mà chưa từng đối phó với ai bây giờ lại đột nhiên ra tay bắt hạo lôi tinh chủ của lôi bạo tinh nhất tộc nói là đợi hạo lôi tinh chủ ở vùng biển xoáy lấy kỳ hạn 10 năm vũ trụ tối cường già, tốc độ có thể dễ dàng đột phá hạn chế bất luận là ở chỗ nào trong vũ trụ hải nếu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trong vòng một năm là có thể đến vùng biển xoáy thuyền vũ trụ la phong lại cho tới 10 năm hiển nhiên thời gian rất đầy đủ la phong sao lại chủ động trêu vào hạo lôi tinh chủ Ai biết? Tin tức truyền ra nhanh chóng, cùng ngày, trong vùng tâm xa xôi của khuynh phong giới, cách hôn ám chi địa rất gần, chính là vạn trọng lãng thủy vực. Vạn trọng lãng thủy vực, chính là một khu vực bên trong vùng trung tâm khuynh phong giới, nổi danh mê huyễn, mặc dù có cung điện trí bảo trí cường hộ thể, một khi bị lạc trong đó cũng rất khó thoát. Đương nhiên vạn trọng lãng thủy vực vẫn đỡ hơn hôn ám chi địa nhiều, dù sao, nó cũng cách hôn ám chi địa không xa, đến nay vẫn chưa từng có ai có thể trốn ra được. ầm ầm một chiếc thuyền lớn cổ xưa trôi trong sóng biển trên chiếc thuyền lớn một sinh vật khổng lồ như một dãy núi uốn lượn một sinh linh sắt thép một người khổng lồ lôi điện họ chính là ba vị nhân vật thanh danh lan xa của thời đại luôn hồi đệ nhất cầu nham tổ thần trấn giả vương hạo lôi tinh chủ hạo lôi tiểu tử nhân loại đó bắt một vũ trụ chi chủ tộc ngươi lại công khai truyền ra tin tức nói là chờ ngươi mười năm ở vùng biển xoáy hắn cho tới mười năm với kỹ năng của tối cường giả bất luận là ở chỗ nào trong vũ trụ hải, trong vòng 10 năm đều có thể tới vùng biển xoáy. Nếu ngươi không đi, e rằng sẽ trở thành trò đùa cho các thế lực lớn trong cả vũ trụ hải. Cầu nham tổ thần ngồi đó, âm thanh vang dội. Hạo lôi, ngươi có đi không? Chấn giả vương đưa cặp mắt như hai quả cầu lửa nóng rực xoay tròn nhìn hắn. Người khổng lồ lôi điện ngồi xếp bằng nói. Đi! Hạo lôi, nếu ngươi không đi, sẽ thành một trò đùa lớn. Chỉ là, chúng ta có việc rất quan trọng ở đây. Cầu nham tổ thần nói, chấn giả vương cũng nói. Đúng, nếu có vũ trụ tối cường giả tới, chỉ có hai người chúng ta sợ không thể thành công. Lần trước đối phó với cựu phủ ba chúng ta liên thủ thiếu chút nữa là thất bại. Hừ, người khổng lồ lôi điện tức giận hầm hừ nói. Ngắn ngủn vài chục năm, không nhất định là có tối cường giả tới đâu. Huống chi la phong dám khiêu khích ta, ta làm sao không đi được, một vũ trụ chi chủ mà thôi, đi vào bảo vật lợi hại, dám coi thường vũ trụ tối cường giả như vậy, rõ là muốn chết. Nếu ta có thể nhân cơ hội này giết hắn, cũng có trợ giúp rất lớn cho việc chúng ta siêu thoát luân hồi. Giết tiểu tử nhân loại ư. Cầu nham tổ thần, chấn giả vương đều lắc đầu. Nói đùa gì vậy? Lướt mắt cả vũ trụ hải, cho dù rất nhiều vũ trụ tối cường giả tập trung, cũng không làm gì được La Phong. Hạo lôi, La Phong, nhằm vào ngươi như vậy, có phải là biết cái chết của cựu phủ có liên quan tới chúng ta không? Cầu nham tổ thần ầm ầm nói. Cựu phủ chết rồi. Nhưng trước khi chết, có lẽ hắn đem tin tức nói cho bản tộc nhân loại. Trấn giả vương cũng nói. Làm như vậy, La Phong tìm ngươi gây phiền phức cũng là bình thường. Nếu thật sự như vậy, thì các vũ trụ chi chủ tộc ta cũng gặp nguy hiểm rồi. Bất luận trước khi chết, cựu phủ có nói cho bản tộc nhân loại thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chúng ta. Biết là chúng ta thì đã sao? Hạo lôi tinh chủ lạnh lùng nói. Đến cả một tối cường già cũng không hề có, chúng làm gì được chúng ta, mà đại hạn đã tới gần chúng ta là thời đại luôn hồi đệ nhất phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này trấn giả vương cầu nham tổ thần cũng gật đầu đồng ý ta đi rồi sau khi đối phó với la phong chẳng mấy chốc sẽ trở về hạo lôi tinh chủ nói xong lập tức đáp một cung điện trí bảo nhanh chóng hóa thành lưu quang bay đi với tốc độ rất cao trấn giả vương cầu nham tổ thần nhìn nhau lập tức không hẹn mà cùng hạ lệnh cho các vũ trụ chi chủ bản tộc ai đang ở bên trong thuyền vũ trụ phải ly khai thuyền vũ trụ ngay nếu trong thời gian ngắn không thể ly khai phải ẩn nấp trong một vài chỗ kín trong thuyền vũ trụ quyết không được chạm màn la phong hóa thân thần lực của trấn giả vương đang ở trong vũ trụ nhỏ của hắn lập tức hạ lệnh cầu nham tổ thần cũng làm y như thế thời gian trôi qua vùng biển xoáy trên tảng đá ngầm tinh thần tháp đứng sừng sững ở giữa lặng lẽ chờ đợi còn chung quanh đã có ích ích vũ trụ chi chủ hiển nhiên không ít cường giả biết được vùng biển xoáy sắp xuất thế chí bảo trí cường nhưng nếu la phong không trắng trợn giết chóc hơn nữa bảo vật lại hấp dẫn vẫn có thêm hai vũ trụ chi chủ chạy tới chỗ này tử nguyệt thánh địa vũ trụ bái hành thực lực của ngươi đã đạt tới bậc năm có tư cách ly khai thánh địa vũ trụ rồi một vũ trụ chi chủ ba đầu tám tay của tử nguyệt thánh địa cất tiếng hùng hồn chúc mừng chúc mừng một nam tử bốn đầu mười sáu tay trên gương mặt lộ vẻ kích động vui mừng cuối cùng cũng có thể đi vũ trụ hải rồi sớm đã trượt nghe về rất nhiều truyền thuyết có liên quan tới vũ trụ hải nhưng một mạch không thể đi Ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Vèo, dưới sự kích động, hắn hóa thành lưu quang, nhanh chóng xé gió bay đi. Lúc thì thuấn di, lúc thì bay với tốc độ cao, khoảnh khắc đã bay ra khỏi thánh địa vũ trụ. Vũ trụ hải, nhìn khí lưu hỗn độn vô tận chung quanh, lại nhìn thánh địa vũ trụ khổng lồ phía sau, nam tử bốn đầu mười sáu tay kích động vạn phần. Ta ở thánh địa vũ trụ đã mười tám thời đại luân hồi, cuối cùng cũng được tiến vào vũ trụ hải rồi. Nguyên lai. Đây là vũ trụ hài, còn có Tam đại tuyệt điện nữa. Kích động. Bái hành chi chủ, một vũ trụ chi chủ mới xuất hiện, kích động vạn phần. Lúc trước tranh đoạt truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch, một nhóm vũ trụ chi chủ bọn Lộc trùng chi chủ tất cả đều đã chết, nhưng lại cho ta một cơ hội. Bái hành chi chủ kích động vạn phần. Thánh địa vũ trụ vì sức chịu được có hạn, có khả năng thừa nhận, số lượng vũ trụ chi chủ có hạn thôi, đám bái hành chi chủ này lúc trước chỉ có thể kẹt ở mức tôn giả, không thể đột phá. Việc tranh đoạt truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch là một nhóm các vũ trụ chi chủ bọn lộc trùng chi chủ chết đi. Tự nhiên đám chuẩn vũ trụ chi chủ này lại có cơ hội, căn cứ vào thực lực, từ nguyệt thủy tổ cuối cùng cũng cho phép một vài chuẩn vũ trụ chi chủ đột phá, như vậy họ mới có thể đột phá thành vũ trụ chi chủ. Rốt cục có thể đi vào vũ trụ hải rồi. Phía sau bái hành chi chủ trải ra bốn cánh màu đen, toàn thân cũng hình thành khải giáp đen, nhìn hư không vô tận xa xa. Ta, bái hành chi chủ, sắp làm nên một phen uy danh. Bái hành chi chủ, hùng tâm vạn trượng, vùng trong khuynh phong giới, hỏa diễm ngập trời. Nghe rõ đây, ta là bái hành chi chủ của tử nguyệt thánh địa vũ trụ, được ta tuyển chúng, là đối thủ thí luyện trong trận chiến đầu tiên của ta, ngươi cũng nên kiêu hãnh rồi. Bái hành chi chủ bốn đầu 16 tay, bốn cánh màu đen túy mở ra, trong 16 tay có 8 cái trường thoa, cứ hai cánh tay nắm một trường thoa trong đó cặp tay trên đầu và cặp tay phía dưới cũng có một cây trường thoa sáu tay trái nắm ba trường thoa, sáu tay bên phải có ba trường thoa. Sau lưng còn có cặp cánh đen trải ra. Bốn cặp mắt khác nhìn tứ phương. Bé hành chi chủ, chưa từng nghe qua. Một người khổng lồ, bằng đá cầm thạch trùy, gầm lên. Một vũ trụ chi chủ của tử Nguyệt Thánh Địa vừa tham gia thí luyện cũng dám khiêu khích bát khư chi chủ ta. Một tên gia hòa gặp phải đại hạn đáng thương, mặc dù là cấp 5 đỉnh cấp, nhưng ăn thua gì bái hành chi chủ chìm trong ngọn lửa vô tận bốn cánh trải ra thong rong vạn phần bát khư chi chủ nghe thế nhất thời giận dữ gặp phải đại hạn loại áp lực vô hình này làm hắn luôn rất điên cuồng bây giờ nghe nói như thế làm sao mà không giận tiểu gia hỏa ta cho người có biết sự lợi hại của ta người khổng lồ đá gầm lớn một tiếng âm hào quang trói mắt lan ra bốn phía nhất thời hào quang màu vàng đất mênh mông cuồn cuộn không chỗ nào không có bao phủ vài năm ánh sáng chung quanh trói buộc khu vực cường đại hoàn toàn tác dụng vào bái hành chi chủ xa xa người khổng lồ bằng đá dữ tợn nói bây giờ ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát ngươi là một vũ trụ chi chủ mới nổi lần đầu tiên đến vũ trụ hải ta sẽ làm cho nó trở thành lần cuối cùng đến vũ trụ hải của ngươi giết bát khư chi chủ phóng thẳng tới bát khư chi chủ đích xác đã nổi sát khí thực lực chênh lệch không lớn cũng có thể giết chết người khác chỉ cần có thể làm đối phương không chạy trốn khỏi vậy có thể từ từ chiến đấu Giết trên vạn năm, trăm vạn năm, cước năm cứ dây dưa như vậy, bức bách cho đối phương thiêu đốt thần thể, công kích dựa vào kích cỡ thần thể mạnh yếu, phòng ngự mạnh yếu, đều sẽ quyết định tới người nào có thể đứng được tới cuối cùng. Loại vui chơi này hiển nhiên là bức bách trong hai người chỉ có thể một người sống. Kỳ thật vũ trụ chi chủ thời đại luôn hồi đệ nhất rất nhiều người rất dễ phát cuồng, do đó rất ít có vũ trụ chi chủ dám trêu vào họ. Muốn giết ta? Bái hành chi chủ cười khẩy. Ta muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi, chỉ bằng người mà cũng dám ngăn cản ta. Ép lại cho ta. Gào. Bốn cánh màu đen sau lưng đột nhiên bắn ra những cột sáng song song dài rằng rặc, tựa như cầu vồng, chính là kim sắc, màu xanh, màu thủy lam, màu vàng đất, màu đỏ rực, tổng cộng 5 cột sáng, song song như một chiếc cầu vồng, trong nháy mắt xé rách không gian, quấn thẳng lấy Bát Khư Chi Chủ. Phá. Bát Khư Chi Chủ kiệt lực giải dụa lại sức chói của cầu vồng năm màu, nhưng hắn thật sự không thể tránh được. Chỉ ngươi mà cũng tránh được sao?" Bái Hành chi chủ tự tin đường hoàng nói, "Ta ở Thánh địa Vũ trụ tới 18 thời đại luân hồi, chuyên tâm nghiên cứu quy luật kim, quy luật mộc, quy luật hỏa, quy luật thủy, quy luật thổ, cuối cùng cũng có thể cho phép ta dùng năm loại quy luật cơ bản này, làm hạch tâm để sáng chế ra bí pháp tối cường, với bảo vật ta thi triển, ngươi mà cũng muốn tránh thoát sao?" Bái Hành chi chủ rất đắc ý. Cặp cánh của hắn lúc trước khi vừa tìm được quy năng quy luật năm màu cũng vẻn vẹn chỉ đạt tới cấp độ trí bảo loại khu vực đỉnh cấp nhưng hắn lại phát hiện quy luật năm màu với nhau quần lấy nhau với phương thức rất huyền diệu vì vậy hắn chuyên tâm nghiên cứu vì trong từ nguyệt thánh địa vốn có tuổi thọ vô hạn do đó hắn chuyên môn tìm hiểu năm loại quy luật cơ bản sau khi tìm hiểu hơn 12 thời đại luân hồi kết hợp với bảo vật này mới sáng chế ra một chiêu bí pháp tối cường loại trói buộc mặc dù các công kích khác của hắn cũng chỉ có thể xem như bậc bốn nhưng chỉ dựa vào một chiêu trói buộc này hắn cũng được nội bộ tử nguyệt thánh địa phán định có chiến lược bậc năm chỉ là chút trói buộc mà thôi bát khư chi chủ lên gầm nói làm tốc độ ta không thể tăng vọt đối với chiến lược ta cũng không ảnh hưởng gì lớn tiểu tử đến đây đi đến đây đi bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất ha ha bái hành chi chủ cười điên cuồng đánh thẳng tới bái hành chi chủ lần đầu tiến vào khuynh phong giới một trong tam đại tuyệt địa tự nhiên vô cùng hưng phấn lại tràn ngập chiến ý bí pháp trói buộc của hắn một khi thi triển ra có thể sánh ngang với trí bảo loại khu vực đỉnh cao hơn nữa bản thân cánh chim lại có hiệu quả phi hành phụ trợ nên hắn muốn chiến là chiến muốn chạy là chạy e rằng cũng chỉ có trí bảo trí cường loại khu vực mới có thể áp chế được hắn vũ trụ nguyên thủy trong vũ trụ giả định trong hồng minh thành trong hồng minh điện trong điện sảnh có ba vũ trụ tôn giả đang ngồi sắp xếp tin tức đây là tin tức mới nhất. Trong vũ trụ hải, thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện ba vũ trụ chi chủ mới nổi, đều là từ hai đại thánh địa. Xem ra tranh đoạt chiến đoạn Đông Hà nhất mạch lần trước làm họ chết mất một nhóm vũ trụ chi chủ, bây giờ rất nhiều chuẩn vũ trụ chi chủ đều liên tiếp được tấn thân, bắt đầu lục tục tiến vào vũ trụ hải rồi. Tình báo này rất trọng yếu. Trong vũ trụ chi chủ của Hồng Minh, không biết chừng có thể chạm mặt một vũ trụ chi chủ mới nổi, những ai không có tin tức gì về đám vũ trụ chi chủ mới nổi Đột nhiên gặp phải chúng sẽ rất dễ gặp phải bất lợi, phải lập tức đưa tin tình báo này cho thành chủ. Ba tôn giả này chính là người chuyên môn phụ trách sửa sang lại tin tức cho Hồng Minh. Sửa sang lại rất nhiều tin tức bí mật, tự nhiên không phải thứ mà một vũ trụ chi chủ muốn làm. Do đó có ba vũ trụ tôn giả được tuyển chúng, đều có phân thân, họ phụ trách thu thập tin tức, sàng lọc sửa sang lại, cuối cùng đưa cho Hỗn Độn thành chủ để Hỗn Độn thành chủ tiến hành xử lý cuối cùng. Khoảnh khắc, là một vũ trụ chi chủ mới nổi à? một bậc bốn, hai bậc năm, nội tình hai đại thánh địa vũ trụ quả thật thâm hậu, có một nhóm chuẩn vũ trụ chi chủ đang chờ. Lần trước tranh đoạt đoạn Đông Hà nhất mạch, một đám vũ trụ chi chủ chết đi, đối với hai đại thánh địa lại căn bản không ảnh hưởng gì cả. Hỗn độn thành chủ nhận được tình báo, lập tức lắc đầu thở dài, phát ra đi. Tiếp theo, hỗn độn thành chủ đưa toàn bộ tin này thông qua vũ trụ giả định, phát sóng cho mọi vũ trụ chi chủ hồng minh. Loại tin tức này đối với tầng lớp bình thường xem như cơ mật nhưng đối với các vũ trụ chi chủ lại thuộc loại về thứ tin rất bình thường. Mỗi lần trong vũ trụ xuất hiện một vũ trụ chi chủ mới, thì thực lực, phương thức chiến đấu, trí bảo, bí pháp của họ đều được ghi lại, truyền cho các vũ trụ chi chủ thế lực bên mình. Biết mình biết người, mới có thể sống lâu. Âm, um, vùng ngoài khuynh phong giới, một luồng thân ảnh lôi điện lóe lên rồi biến mất. Rốt cục ra khỏi khuynh phong giới rồi, người khổng lồ lôi điện hạo lôi tinh chủ nhìn khí lưu hỗn độn vô tận, ngân hà lĩnh chủ la phong. Hạo Lôi Tinh chủ tràn ngập lửa giận vô tận, bị một vũ trụ chi chủ khiêu khích như vậy, hắn há có thể không nghiện thân. Âm. Um. Hạo Lôi Tinh chủ dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía thuyền vũ trụ. Khu trong của thuyền vũ trụ, trên vùng biển xoáy, trên tảng đá ngầm. Ầm um, ầm. Um. Vòng xoáy sóng dữ dội vô cùng mãnh liệt, hư không chung quanh bị xé vụn, lực xiết cường đại của vòng xoáy mạnh đáng sợ, còn vòng xoáy bên ngoài tảng đá ngầm coi như khá là yếu. Các vũ trụ chi chủ đang phân tán bốn phía tổng cộng có 13 vũ trụ chi chủ đều lặng lẽ chờ đợi, dán mắt nhìn ra xa xa. Họ đang đợi trí bảo đỉnh cao xuất thế. Thỉnh thoảng họ còn có thể liếc nhìn giữa tảng đá ngầm, nơi tinh thần tháp khổng lồ đang đứng. Tinh thần tháp, trí bảo trí cường. Một sinh vật bộ dáng phi cầm bằng xương, ngẩng đầu nhìn tinh thần tháp. Khi nào thì ta mới có thể tìm được cung điện trí bảo trí cường? Ngân hà lĩnh chủ tu luyện và trục kỳ nguyên mà thôi, có thể mạnh tới như vậy, hắn lại có thể tìm được vài món trí bảo trí cường chẳng lẽ ta một chiếc cũng không có. Những vũ trụ chi chủ đó ai nấy đều vừa sợ hãi vừa hâm mộ, mà cũng ghen ghét La Phong. Họ cũng vô cùng khát vọng có thể tìm được một chiếc trí bảo trí cường. Như vậy, họ cũng có thể tung hoành cả vũ trụ hài rồi. Trong tinh thần tháp, La Phong luôn an tĩnh tu luyện cũng ngốt cục mở mắt, nhìn ra ngoại giới. Trí bảo đỉnh cao vẫn chưa xuất thế, trực chực, chung quanh lại có tới 13 vũ trụ chi chủ rồi, của La Phong nhìn ra ngoại giới có 12 người của ba thời đại luân hồi còn có một người là Tử Nguyệt Thánh Địa. Tên thủy tổ Tử Nguyệt Thánh Địa tạo ra nguy cơ cho nhân loại ta, tên gia hỏa Tử Nguyệt Thánh Địa này lại còn dám xuất hiện trước mặt ta. La Phong trong mắt lóe lên lạnh ý. Giao! La Phong lóe lên, liền biến mất khỏi điện sành. Giữa vùng biển xoáy, chiếc tinh thần tháp đang đứng sừng sững ở trung ương tảng đá ngầm khổng lồ, đột nhiên mở một cửa hông, trong đó đi ra một thân ảnh. Nhất thời từng vũ trụ chi chủ chung quanh ai cũng khẩn trương là ngân hà lĩnh chủ ngân hà lĩnh chủ sao lại ra đây ai nấy đều rất bất an la phong lướt mắt nhìn bốn phía chút mỉm cười chư vị không cần phải lo lắng ai không có thù hận với ta ta cũng sẽ không xuống tay với chư vị lập tức la phong đưa mắt nhìn vào một vũ trụ chi chủ cũng là vũ trụ chi chủ từ nguyệt thánh địa duy nhất có trên tảng đá ngầm tử bộc chi chủ la phong chỉ mắt nhìn vào một mình tử bộc chi chủ Cảnh này làm rất nhiều vũ trụ chi chủ ở các khu vực trên đá ngầm ai nấy đều thầm đoán. Chẳng lẽ La Phong muốn đối phó với vũ trụ chi chủ của tử nguyệt thánh địa? Tử bộc chi chủ. La Phong mở lời. Ngân hà lĩnh chủ. Tử bộc chi chủ cũng không khẩn trương, cũng có cao ngạo của cường giả thánh địa. Người dám xuất hiện trước mặt ta. La Phong nở nụ cười. Tử bộc chi chủ lạnh lùng nói. Sao không dám? Đây là thuyền vũ trụ, chứ không phải là lãnh thổ nhân loại ngươi cho dù là lãnh thổ nhân loại người, nếu vũ trụ nguyên thủy cho phép, ta cũng dám xông vào. Ngân Hà lĩnh chủ, sao? Người muốn động thủ với ta à? Người động thủ với ta sẽ đối đầu với tử nguyệt thánh địa ta. Thú vị! La Phong cười lạnh một tiếng. Hay là ngươi vào đó, bồi lôi thoa chi chủ đi. Âm! Uhm. Tinh thần tháp xa xa nhất thời lơ lửng bay lên, đồng thời nghiêng qua. Ở đáy tinh thần tháp xuất hiện một hắc động sâu hoắm, chế thẳng về phía tử kỳ chi chủ. Sức hút cường đã tác dụng thẳng vào tử kỳ chi chủ người dám chấn áp phong ấn Từ kỳ chi chủ kiệt lực chống cự nhưng vẫn không khống chế được bay về phía tinh thần tháp hắn gầm lên la phong ta có khả năng phân thân cho dù chấn áp phong ấn ta ta cũng tổn thất một phân thân mà thôi còn tử nguyệt thánh địa ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy đâu tử nguyệt thánh địa la phong cười lạnh đã là cừu địch thì đừng lắm lời vũ trụ chi chủ tử nguyệt thánh địa các ngươi ta thấy một là bắt một Vèo tử bộc chi chủ đã bị bắt bỏ vào tinh thần tháp. Cảnh này làm 12 vũ trụ chi chủ khác trên tảng đá ngầm ai nấy đều sợ hãi. La Phong này thật là điên cuồng. Nhưng họ cũng không có gì khó hiểu. Dù sao tử nguyệt thánh địa đã đưa truyền thừa vũ trụ chi chủ tới vũ trụ tối cường giả truyền cho phe liên quân các thế lực lớn vũ trụ nguyên thủy. Vì truyền ra quá nhiều, tin tức sớm đã truyền ra ngoài. Tử nguyệt thánh địa hiển nhiên muốn trận doanh nhân loại xong đời. Hai bên sớm đã đối địch nhau rồi. Nói về thực lực, Trận doanh nhân loại Hồng Minh có trên 400 vũ trụ chi chủ, Tử Nguyệt Thánh Địa còn không có tới 400 người. Thế cục khẩn trương của nội bộ vũ trụ nguyên thủy ta, vũ trụ chi chủ Hồng Minh cơ hồ đều đang ở trong vũ trụ nguyên thủy. La Phong thầm nói, ta nhân cơ hội này đối phó với Tử Nguyệt Thánh Địa, bức bách Tử Nguyệt Thánh Địa, mặc dù bây giờ đám vũ trụ tối cường giả ở Tử Nguyệt Thánh Địa không có vũ trụ nhỏ, mạnh nhất cũng chỉ có chiến lược cấp 8, ta chỉ dựa vào tinh thần tháp cũng bộc phát ra chiến lược cấp 8, một khi thiêu đốt đoạn diệt lập tức sẽ lên chiến lược cấp 9, tuy không giống cấp 9 đỉnh như cự phủ, nhưng cũng không cần đếm xỉa gì tới tử nguyệt thánh địa. Trung ương vùng biển xoáy, 12 vũ trụ chi chủ trên tảng đá ngầm khổng lồ đều kinh hãi nhìn cảnh này, tuy họ biết thù hận giữa nhân loại và tử nguyệt thánh địa, nhưng khi nhìn thấy La Phong hung ác như vậy, họ vẫn sợ hãi. Chư vị, La Phong lướt mắt nhìn qua, mỉm cười. Không có thù hận với ta, ta cũng sẽ không ra tay, điểm này các ngươi cứ yên tâm. Nói xong, hắn bay thẳng về phía tinh thần tháp chui vào cửa hông những cá vũ trụ chi chủ trên tảng đá ngầm nhìn nhau ai cũng thầm thảo luận hiển nhiên ai cũng bắt đầu lo lắng dù sao la phong lúc trước bắt lôi thoa chi chủ bây giờ lại bắt tử tiết chi chủ có thể la phong cố ý đưa ra âm mưu muốn bắt cả đám chắc không đâu cho dù chúng ta phản kháng la phong đã có bảo vật công kích ý chí chúng ta cũng chẳng trốn thoát lúc trước ngân hà lĩnh chủ tới đây chính là muốn bắt lôi thoa chi chủ còn tử phát chi chủ vừa đến không lâu La Phong lúc này mới bắt hắn. Chúng ta lúc trước sớm đã ở đây 11 vũ trụ chi chủ, nhưng không ai bị công kích. Đúng. Các vũ trụ chi chủ lặng lặng thảo luận, chẳng mấy chốc đã hiểu ra, La Phong muốn giết muốn bắt sớm đã động thủ rồi, căn bản không cần phải đợi. Hơn nữa, La Phong có tộc quần vướng víu, không đến mức gây thủ hẳn chung quanh đâu. Trong tinh thần tháp, La Phong nhìn xuống ngoại giới phía dưới, mỉm cười, đồng thời quát. Tử lâu chi chủ, thanh âm truyền thẳng tới một chấn phong không gian trong tinh thần tháp. Hừ, trong không gian hôn ám cô quạnh, tử tiết chi chủ khoanh chân ngồi trên đất. Yên tâm, ta sẽ không tùy tiện giết ngươi đâu. Là phong thanh âm vang vọng cả không gian cô quạnh. Kỳ thật ta căn bản không muốn đối đầu với tử nguyệt thánh địa ngươi, chỉ là tử nguyệt thánh địa ngươi lại, không muốn nhân loại ta sống dễ chịu, đã làm khó dễ nhân loại ta. Lúc trước trong lần đại chiến thì cũng bỏ qua, chiến hậu, tử nguyệt thánh địa các ngươi lại đưa truyền thừa cho các thế lực phe liên quân hiển nhiên là muốn dựa vào phe liên quân áp chế nhân loại ta làm nhân loại ta quật khởi chậm lại cả nhân loại đều rất phẫn hận tử nguyệt thánh địa nếu tử nguyệt thánh địa không truyền ra truyền thừa vậy thời gian trôi qua tộc nhân loại sẽ không ngừng cường đại sau đó nhân loại tự nhiên sẽ ăn mòn các lãnh thổ tộc quần đỉnh cao khác khi lãnh thổ khuếch trương đời đời thiên tài nhân loại sẽ càng ngày càng nhiều tự nhiên hình thành một vòng tuần hoàn tốt làm tốc độ quật khởi của nhân loại tăng vọt nhưng bây giờ phe liên quân cũng có truyền thừa tuy nói không bằng nhân loại nhưng cũng khá chi tiết phong phú làm như vậy nhân loại muốn mở rộng lãnh thổ sẽ vô cùng khó khăn nếu không thể mở rộng lãnh thổ thì số lượng vũ trụ chi chủ vũ trụ tối cường giả của nhân loại nhất định sẽ không quá nhiều không có tử nguyệt thánh địa nhúng tay tộc nhân loại khi thời đại luân hồi chưa chấm dứt e rằng có thể vượt qua cả hai đại thánh địa còn tử nguyệt thánh địa nhúng tay khi thời đại luân hồi chấm dứt nhân loại sợ vẫn kém tử nguyệt thánh địa một chút nhân loại há có thể không phẫn hận lệnh của thủy tổ chắc chắn có thâm ý ngồi xếp bằng trong không gian cô quạnh bên trong từ kỳ chi chủ rốt cục mở lời ngẩng đầu nhìn lên không trung cười lạnh nói người cũng mưu toan bức bách tử nguyệt thánh địa ta hừ nằm mơ vậy cứ chờ la phong lạnh nhạt nói cùng một ngày bên trong tử nguyệt thánh địa vũ trụ thủy tổ ta theo lời thủy tổ đến trên tảng đá ngầm vùng biển xoáy quả nhiên như thủy tổ đoán trước hắn xuống tay với ta từ lâu chi chủ cung kính quỷ mọp nói phía trước hắn là một thân ảnh lơ lửng đứng thẳng mở ảo tàn ra tử quang chính là tử nguyệt thủy tổ tử nguyệt thủy tổ từ từ nói động thủ rồi à hắn bây giờ chỉ giam giữ phân thân ta chứ chưa tiêu diệt phân thân ta từ lâu chi chủ nói tiếp hắn vô cùng sùng bái tử nguyệt thủy tổ tử nguyệt thánh địa có cử oán với trận doanh nhân loại sau đó khi biết La Phong tiến vào vũ trụ hải, căn cứ theo lộ tuyến La Phong hành động, hắn thôi chắc ra hướng đi đại khái. Khu vực chung quanh, tất cả vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh địa tất cả đều tránh né, không gặp mặt La Phong. Còn La Phong lần này ở vùng biển xoáy đợi Hạo Lôi tinh chủ. Tử Nguyệt thủy tổ lại đột nhiên hạ lệnh cho Tử Tiết chi chủ dưới trướng vốn cách xa vùng biển xoáy thử tìm La Phong. Lần thử nghiệm này, quả nhiên La Phong là bắt luôn Tử độ chi chủ. Thật là thiếu kiên nhẫn. Tử Nguyệt thủy tổ lắc đầu, được truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch hắn đột phá thành chân thần cũng rất dễ dàng một khi hắn thành chân thần cộng với thủ đoạn đoạn đông hà nhất mạch giao cho sẽ mạnh hơn cả nguyên tổ lúc trước từ lâu chi chủ đang quỷ mọp bên cạnh vừa kinh hãi đã nghe cái gì mạnh hơn nguyên tổ nhân loại sao suy đoán của từ nguyệt thủy tổ dựa theo những tính toán bình thường nếu đi theo lộ tuyến quy luật với la phong bây giờ vốn đã có kỹ năng sáng tạo ra bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả hơn nữa truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch bên trong không gian tu luyện mất một thời gian ngắn đích xác có thể trong thời gian khá ngắn đã đột phá thành chân thần. Một khi tới chân thần, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, mạnh hơn nguyên tổ là điều đương nhiên. Đến lúc đó, quét ngang tất cả vũ trụ tối cường giả. Chỉ là, La Phong đi theo con đường thần lực, mà lại theo đuổi con đường khó khăn nhất, gen chín vạn lần, nhất định dài hơn tử nguyệt thủy tổ suy đoán rất nhiều. Đấu với ta, tử nguyệt thủy tổ lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, từ bây giờ trở đi, tất cả vũ trụ chi chủ từ nguyệt thánh địa ta phải né tránh la phong nếu nhân loại thật sự có thủ đoạn tàn nhẫn thậm chí tất cả đều lui về thánh địa vũ trụ cho dù lùi vào thánh địa vũ trụ một thời đại luân hồi cũng chỉ là việc nhỏ từ phát chi chủ quỷ mọc xuống đồng thời công khai cho các thế lực lớn ở cả vũ trụ hải la phong đã khiêu khích thánh địa ta từ bây giờ trở đi vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại nguyên thủy vũ trụ một khi tiến vào vũ trụ hải vào một từ nguyệt thánh địa ta giết một từ nguyệt thủy tổ lạnh lùng nói Dạ. Tử kỳ chi chủ ngoan ngoãn đáp. Đi đi. Tử nguyệt thủy tổ phân phó. Tử phát chi chủ lúc này cung kính rời đi. Tử nguyệt thủy tổ đứng thẳng trong hư không, lạnh giọng cười. La phong, khi vũ trụ chi chủ tộc nhân loại, biết được vì ngươi khiêu khích ta mà dẫn đến việc ta phát ra lệnh giết, e rằng sẽ rất bất mãn với ngươi. Đấu với ta, lão gia hỏa đông đế cũng căn bản không có uy hiếp. Ngươi mới là đối thủ chính thức của ta. Tử Nguyệt Thủy Tổ lạnh lùng nói. Xem ai có thể cười cuối cùng. Vũ trụ giả định, một vị diện không gian độc lập. Ý thức La Phong thời khác nào cũng nối vào mạng vũ trụ giả định. Hắn lúc nãy còn tràn ngập vẻ hưng phấn, nhưng sau đó sắc mặt cũng rất khó coi. Hưng phấn là vì có một tin tức. Khó coi là vì một tin khác. Tin đầu tiên, có tin tức tỉ mỉ về các vũ trụ chi chủ mới nổi. Tin tinh báo thứ hai là Tử Nguyệt Thánh Địa bán tin ra ngoài. Tin tức về vũ trụ chi chủ mới nổi La Phong thấy danh sách vũ trụ chi chủ mới nổi, nhưng là tin về lịch hành chi chủ, đặc biệt là bái hành chi chủ bốn cánh màu đen, lập tức được La Phong chú ý. Bốn cánh màu đen này có thể sinh ra năm loại quy luật kim mộc thủy hỏa thổ để trói buộc, quy năng rất đặc thù. Như quốc độ kim sắc do cánh bạc của mình sinh ra cũng thuộc loại rất đặc thù. Hơn nữa trí bảo loại cánh chim, giới loại đặc thù này tình huống vốn là hiếm thấy. Thí ngô vũ rực cộng 6 cặp cánh, ta bây giờ tìm được 3 cặp, còn thiếu ba cặp hai cặp cánh đen này không biết chừng chính là thứ ta cần. La Phong hưng phấn chờ mong, nhưng tin tình báo thứ hai làm hắn cảm thấy nặng nề. Từ Nguyệt Thánh Địa Khi mình vừa mới bắt tử độ chi chủ, liền lập tức công khai phát ra tin tức, phát ra lệnh giết vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại, đến một người là giết một người. La Phong, mau đến chỗ ta. Thanh âm hỗn độn thành chủ trượt vang lên bên tai. Cung điện đình lôi đình đảo, vườn sau nhà hỗn độn thành chủ, có rất nhiều vương tọa, chẳng phân biệt được cao thấp. Rất nhiều thân ảnh liên tiếp xuất hiện rồi ngồi xuống, La Phong cũng xuất hiện. Chư vị, Hỗn Độn Thành chủ nhìn quanh, cười ha ha nói, tất cả mọi người đều đã tới, chắc cũng nghe được tin tức mới nhất, từ Nguyệt Thánh Địa mở lệnh giết đối với nhân loại tộc quần, nói, là bản tộc nhân loại ta khi đi vũ trụ hài một người là giết một người, kỳ thật ta rất nghi hoặc, từ Nguyệt Thánh Địa sao lại có đảm lượng như vậy, từ Nguyệt Thánh Địa này chỉ có hai vũ trụ tối cường giả, cùng một đám vũ trụ chi chủ, hai tối cường giả đó lại đều không có vũ trụ nhỏ nói về số lượng vũ trụ chi chủ cũng không bằng hồng minh ta lại dám đấu với chúng ta sau đó ta nhìn lại hóa ra nguyên lai là chuyên môn nhằm vào bản tộc nhân loại ta bỏ các tộc quần phụ thuộc khác trong hồng minh ra ngoài nói đùa gì vậy hồng minh là hồng minh đó là một liên minh chỉnh thể muốn đấu với chúng ta sao có thể bỏ liên minh của chúng ta ra ngoài hỗn độn thành chủ cười khẽ nói chỉ có thể nói từ nguyệt thánh địa sợ căn bản không dám đấu với cả hồng minh chúng ta sau đó để bảo toàn thể diện hắn mới nói như vậy hắc ám chi chủ bên cạnh cũng trầm giọng nói đúng tộc nhân loại ta bây giờ cũng không sợ hắn đợi đến một thời gian nữa tộc ta sẽ có thêm vài tối cường giả về chiến lược cao nhất lại hoàn toàn chiếm ưu thế la phong nghe xong thầm cảm kích sư phụ vừa triệu tập tụ họp cũng không cho những người khác phát biểu ý kiến mà nói thẳng như vậy hiển nhiên là muốn cho không khí phát triển theo một phương hướng là họ có cùng chung mối thủ nếu không để họ tự do phát biểu ý kiến, không biết chừng sẽ có ai đó nói La Phong lỗ mãng, làm nhân loại trêu vào địch nhân. Như vậy, nội bộ tộc quần sẽ sinh ra ngăn cách, đây là thứ đám người La Phong hỗn độn, hắc ám đều không muốn thấy. Việc này cũng trách lúc trước ta không nói một tiếng với chư vị. La Phong trầm giọng nói. Nhưng ta không hối hận, một tử nguyệt thánh địa mà thôi, tử nguyệt thủy tổ căn bản không thể ra khỏi vũ trụ nhỏ, về phần tối cường giả, đến cả vũ trụ nhỏ cũng không hề có, có gì phải sợ từ người thánh địa đứng sau lưng luôn luôn hạ độc thủ nhân loại chúng ta tự nhiên không thể lưu tình hơn nữa ta cũng đã suy nghĩ vì từ người thánh địa đứng sau lưng bây giờ bên trong vũ trụ nguyên thủy thế cục hai đại trận doanh vẫn rất khẩn trương đặc biệt là phe liên quân có truyền thừa không hề sợ hãi chúng ta la phong trịnh trọng nói nếu trường kỳ rằng co không thể mở rộng lãnh thổ tộc nhân loại ta làm sao quật khởi được do đó phải chiến la phong nói không đại chiến thì việc tranh chấp giữa hai đại trận doanh e rằng sẽ rất trường kỳ lần lượt tranh chấp giao chiến tự nhiên có thể tôi luyện vũ trụ tôn giả vũ trụ chi chủ tộc ta trong cuộc chiến sinh tử cộng thêm truyền thừa văn minh viễn cổ giúp cường giả tộc ta không ngừng sinh ra khi cường giả tộc ta càng ngày càng nhiều đặc biệt là sinh ra thêm vài vũ trụ tối cường giả đến lúc đó chúng ta sẽ tiêu diệt cả hai vũ trụ tối cường giả của tử nguyệt thánh địa họ trốn trong tử nguyệt thánh địa không ra thì thôi một khi ra ngoài trực tiếp tiêu diệt không có hai vũ trụ tối cường giả, từ Nguyệt Thánh địa không còn uy hiếp gì tới tộc nhân loại ta." Là Phong tự tin nói. Nhân loại có truyền thừa chỉ dẫn, các vũ trụ tối cường giả khác cũng không thể làm như vậy, có thể đạt tới tới tối cường giả cực hạn cũng chính là cấp độ nguyên tổ rồi, hy vọng rất lớn. "Đúng, tộc ta bây giờ khá là yếu, trong một thời gian dài, trọng điểm vẫn là ở vũ trụ nguyên thủy, cho dù sinh tử tôi luyện, cũng có thể là bên trong vũ trụ nguyên thủy, đấu tranh giữa hai đại trận doanh sẽ dài vô cùng." hỗn độn thành chủ cũng gật đầu. Do đó lệnh giết, căn bản không có gì uy hiếp, bây giờ, chúng ta cứ để La Phong giáo huấn cho tử nguyệt thánh địa đi, tương lai đợi đến khi nhân loại ta càng thêm cường đại, chúng ta đây sẽ là thánh địa thứ ba, thậm chí mạnh hơn cả tử nguyệt thánh địa, đông đế thánh địa. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh chuyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người